Những điều lạ thường đến đáng sợ. Cái giếng. Nó hẹn bọn bạn ở cái giếng đầu làng. Nó hí hửng đội một mái tóc giả, đánh phấn trắng toát, kẻ mắt đen xì và tô son đỏ khắp mồm. Và y như những gì nó dự đoán, lũ bạn nhát gan hét toáng lên và bỏ chạy ngay khi nhìn thấy nó. Nó ôm bụng cười lăn lộn nhìn bọn nó chạy ngày càng xa. Rồi nó soi mình xuống giếng ngắm nghía thành quả của mình. Một con ma tóc dài, da trắng bệch, mồm đỏ chót, miệng cười với nó từ đáy giếng. Chợt như nhớ ra gì đó, nó rời khỏi thành giếng và chạy đi nhanh nhất có thể. Lý giải. Lúc tên này như chợt nhớ ra điều gì đó, chắc nhớ ra rằng đây là một cái giếng cạn. Mà một giếng cạn thì làm sao có thể phản chiếu được. Do vậy thứ bên dưới giếng là một con ma thực sự. Người phụ nữ lạ. Tôi đang trong nhà tắm thì nghe tiếng bước chân ngoài phòng khách. Và tôi đã bị trượt té khá mạnh nhưng không cảm thấy đau gì hết. Ra khỏi nhà tắm, tôi ngạc nhiên thấy một người phụ nữ đang đứng giữa phòng. Bà ta mặc bộ đồ cũ kỹ, tóc dài rối bời buộc cẩu thả sau lưng, khuôn mặt mệt mỏi hốc hác như vừa từ xa đến. Tôi liền hỏi bà ta: "Bác tìm ai ạ?" Người phụ nữ nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn, đôi môi khô khốc nhếch lên: "Tìm cậu." Tôi nghĩ bà ta đã nhầm, tôi không quen bà ta. "Xin lỗi, cháu không quen bác." Người phụ nữ vẫn nhìn tôi lẩm bẩm: "Tìm cậu." Tôi bắt đầu thấy kỳ lạ, nhưng vẫn khá yên tâm. Bà ta không mang vũ khí. Hơn nữa sức bà ta chắc chắn không làm gì được tôi. Tôi lịch sự nói: "Chắc bác nhầm rồi, bác có thể hỏi người khác." Tôi tiến đến cửa phòng, định mở cửa ra hiệu đuổi khách. Và tôi biết thế nào là sợ hãi cực độ. Bà ta quả thật đến tìm tôi. Lý giải. Bà này đột ngột xuất hiện ở giữa phòng khách. Mà khi chàng trai tới mở cửa thì lúc này mới biết là cửa vẫn khóa từ bên trong. Vậy bà này vô được nhà bằng cách nào? Theo đoạn đối thoại giữa hai người thì mục đích của bà lão là tới tìm chàng trai. Và chi tiết, cậu ta bị trượt té khá mạnh nhưng lại không thấy đau. Điều này cho thấy cậu ta đã chết do đập đầu. Và khi chết, tất nhiên không cảm thấy đau. Và bà già chính là thần chết hiện lên để bắt hồn cậu ta khi tuổi thọ của cậu ta đã hết. Đám cỏ dại. Thật may, sau biến cô ấy, mọi chuyện vẫn ổn. Tôi không biết tại sao bố tôi lại làm như vậy. Mọi chuyện đã qua thì nên để nó chìm vào quên lãng. Em gái tôi thật xinh. Tôi và nó hay chơi cùng nhau dưới tầng hầm. Nhưng thật đáng buồn là càng ngày nó càng ghét tôi. Tôi không biết tại sao nó lại ghét tôi đến nỗi. Tôi kể chuyện cho nó nghe mà nó cũng chả thèm cười một tiếng. Tôi đã cố kéo nó ra khỏi đó nhưng không được. "Mặc kệ mày, tao đi đây." Tôi tức giận rồi đi lên phòng. Mẹ tôi thì lúc nào cũng buồn rầu, cả ngày chẳng nói chẳng rằng. Tôi hỏi cũng không thèm trả lời. "Tại sao? Ai trong căn nhà này cũng ghét tôi vậy?" Tôi hét lên rồi đi ngủ. 8 giờ sáng ngày hôm sau, bố tôi đi từ trong nhà ra, tay cầm bó hoa. Tôi nghĩ ông ta điên chắc, vườn nhà mình cây nào sống nổi. Tôi hỏi thêm: "Bố cầm hoa đi đâu vậy?" "Mày cút đi, hẳn súc sinh," ông ta quát. Tôi tức giận lên nhà thu dọn đồ rồi ra đi khỏi nhà và thề rằng không bao giờ quay lại đó nữa. Vì có lẽ chính việc ông ấy có người khác nên mẹ tôi mới buồn đến vậy. 20 năm sau, tôi trở về nhà vì nghĩ rằng chắc ông ấy đã già và cần người con chăm sóc. Bởi nghĩ lại thì ông cũng là bố của tôi. Khi vừa về gần nhà, tôi thấy xe cứu thương và cảnh sát đậu quanh nhà ông. Thằng Justin chạy ra nói: "Mày biết tin gì chưa? Bố mày bị giết đấy." Cảnh sát cho biết ông bị giết bởi một nhát đâm vào bụng lúc 8 giờ sáng và tử vong tại chỗ. Một người đi đường thấy ông chết ở cửa khi họ đi bộ thể dục qua.
cảnh sát cũng cho hay không thấy dấu vết của vợ con ông sau khi ông bị giết. Tôi chợt nhận ra đám cỏ dại cũng đã tùm từ bao giờ. Lý giải đầu tiên là biến cố mở đầu câu chuyện. Biến cố này là gì? Biến cố mà thằng này muốn nói đến chính là việc bố nó ghét nó và đã giết nó. Sau đó là việc nó miêu tả lại mọi việc khi nó đã là hồn ma. Nó thường chơi với em gái ở dưới tầng hầm, nhưng do là ma nên không thể nói chuyện với nó. Sau đó ông bố giết con em và chôn dưới đất. Nó đã cố kéo con em lên nhưng không được. Mẹ nó thì buồn rầu vì cái chết của nó nên không nói gì. Tối hôm đó, nó tưởng nó nói chuyện với mẹ nó, nhưng bố nó lại giết mẹ nó từ lâu rồi. Sáng hôm sau, ông ta cầm bó hoa từ trong nhà đi ra, tức là thằng này nó nhìn thấy ông bố từ phía ngoài. Lúc này ông bố đang đi trồng cỏ lên mộ của ba mẹ con nó. Cậu cút đi thằng súc sinh. Không phải là bố nó chửi nó, mà chính là thằng Justin hàng xóm, vì đã vô tình nhìn thấy vì ông ta đào sới mộ. Thằng Justin đi hôm đó do tò mò nên đã khám phá ra hết câu chuyện và đào mộ ba mẹ con thằng này lên để đưa đi chỗ khác mà gã bố không biết. 20 năm sau, có thể ông bố đã phát hiện ra việc này và biết chỉ thằng Justin đã làm nên đã xảy ra xô xát. Ngay sau đó, thằng Justin đã đâm chết ông ta. Sau đó, thằng Justin đưa cho cốt ba mẹ con thằng này về nhà của nó và nói là bố mày đã bị giết rồi. Đại khái như là tao đã giết ông ấy rồi. Cô gái phòng bên. Chiều hôm đó, tôi tới thị trấn mà mình phải đến công tác. Tôi chọn một nhà nghỉ cũ vì hiện giờ tôi không còn nhiều tiền. Nhà trọ chẳng có ai thuê ngoài tôi và đôi vợ chồng chủ nhà. Tất cả ở phòng đều trống. Đêm đó tôi giật mình vì âm thanh ở phòng bên cạnh. Tôi ra hành lang, nhìn trộm vào lỗ khóa của phòng đó. Tôi thấy một cô gái thật đẹp. Hôm sau, tôi lại giật mình vì âm thanh đó. Tôi lại nhìn qua lỗ khóa, nhưng có lẽ nó đã bị dán kín. Tôi chỉ thấy một màu đỏ. Sáng hôm sau tôi trả phòng, nhà trọ vẫn vắng như lần đầu tôi đến. Ông chủ nhà trọ thở dài, vì nếu con ông còn sống cũng bằng tuổi tôi. Tôi giật mình nhìn lên tấm hình gia đình. Cô gái thật đẹp, nhưng một bên mắt là màu đỏ. Lý giải, anh chàng này nhìn thấy màu đỏ, đó chính là con mắt kia của cô gái. Do vậy lúc đó hai người đã nhìn đối diện nhau. Có điều là cô gái kia đã chết khá lâu rồi. Do vậy, người con gái trong căn phòng đó chính là hồn ma của cô gái đã chết hiện hồn về. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới để mọi người được biết. Hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ Chuyện Đi Kỳ bạn nhé.